Và thưa quý vị, để tôn vinh, biểu dương, tri ân những gương mặt, những việc làm, hành động ấn tượng trong chiến dịch phòng chống đại dịch COVID-19, được sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông FPT Việt Nam tổ chức cuộc bình chọn tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 Việt Nam những ngày không quên. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2020, ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm gửi về cho chương trình thông qua fanpage, Facebook, thư điện tử hay đường bưu điện, tham dự 4 hạng mục là sáng kiến ấn tượng, việc làm ấn tượng, tranh ảnh cổ động, bài hát MV cổ động. Và từ đó thì Hội đồng nghệ thuật, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn ra những tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải trong buổi lễ ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng tôi xin phép được thay mặt ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo và quý vị khách quý. Trân trọng chào đón đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Trân trọng chào đón đồng chí Trương Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay còn vinh dự được chào đón sự hiện diện của đồng chí Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội. Chúng tôi trân trọng chào đón sự hiện diện của đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Và chúng tôi cũng rất vui mừng được chào đón các vị khách quý, các tác giả đã đạt giải trong cuộc bình chọn cùng với rất nhiều khán giả đang có mặt tại sân khấu ngày hôm nay và nhiều khán giả đang theo dõi qua sóng truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Một lần nữa xin được hân hoan chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị. Đề cử hạng mục bài hát MV ấn tượng. Tác phẩm Get Kobe, vũ điệu rửa tay, sáng tác Khắc Hưng, biểu diễn Min và Quang Đăng. Tác phẩm Thế giới đứng lên, sáng tác và biểu diễn nghệ sĩ thanh niên Đồng Long. Vũ trụ yêu thương chiếu sáng khắp ngân hà. Tác phẩm Đánh giặc Corona, tác giả Lê Thống Nhất, biểu diễn Hoàng Thuấn, giáo viên trường Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội. Tác phẩm Đoàn kết chiến thắng đại dịch, Together We Win, tác giả Truyền thông Media 21. Trong cuộc chiến này, mỗi người dân chính là một chiến sĩ. Tác phẩm Hay lời muốn nói, tác giả Huy Thông. Cho con được hòa mình cùng dân tộc trong trận chiến này, chống Covid mẹ ơi. Tác phẩm Việt Nam chiến thắng Covid, chấm dứt bệnh lao, tác giả Nguyễn Viết Nhung. Chúng ta đang có một ước mơ. Một ước mơ rất lớn, nó là chiến thắng Covid, chấm dứt bệnh lao. Muôn vàn khó khăn, nhưng không thể không làm. Tác phẩm Tết Covid, sáng tác và biểu diễn, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Văn hóa. Người người ngại em, đeo khẩu trang, nhà nhà sợ em, luôn giơ tay làm việc online, trong lúc này là phương án tốt. Oh yeah. Tác phẩm Tình yêu nước Việt, tác giả Trịnh Cảnh Tùng. Việt Nam tôi nhỏ bé, mà tình yêu rộng cánh ước mơ, một chiều bàn tay chung một niềm tin khát khao. Tác phẩm Cô Vi ơi, con muốn đi học, tác giả Mon Hoàng Anh. Cậu cô vợ Y Vi, mau mau tránh ra đi, tránh ra đi, 1, 2, 3. Tác phẩm Nếu anh không về, tác giả Phạm Quang Dũng. Yêu tổ quốc em ở nhà hãy đợi, hết dịch rồi anh sẽ về bên em. Tác phẩm Miền Trung tôi đến, tác giả Phạm Quang Dũng. Tác phẩm Có nơi nào như đất nước tôi, tác giả Lương Đạt. Có nơi nào
như tổ quốc tôi không, quân với dân nghĩa tình chung thủy. Tác phẩm Tự hào chiến sĩ ngành y, sáng tác Lê Thống Nhất, tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những đề cử ở hạng mục cuối cùng được trao giải trong buổi lễ ngày hôm nay, đó là bài hát MV ấn tượng. Thưa quý vị, trong số gần 100 tác phẩm gửi đến tham dự hạng mục này, có rất nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn rất cao, cả về hòa âm phối khí, lẫn đạo diễn, dàn dựng với hình ảnh quay rất đẹp. Vì vậy, việc lựa chọn tác phẩm để trao giải là rất khó khăn với hội đồng bình chọn của chúng tôi. Và với sự thống nhất cao của hội đồng bình chọn, thì ban tổ chức đã quyết định hạng mục bài hát MV cổ động sẽ có một giải nhất, 3 giải nhì và 5 giải ba. Ngay bây giờ, trân trọng kính mời lên sân khấu ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, trưởng ban tổ chức cuộc bình chọn, cùng Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Phan Hoàng Thu lên sân khấu để công bố và trao giải cho hạng mục bài hát MV cổ động. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin công bố 3 giải nhì hạng mục bài hát MV cổ động thuộc những tác phẩm sau. Tác phẩm thứ nhất, Việt Nam chiến thắng Covid, chấm dứt dịch bệnh lao. Tác giả Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sáng tác cùng tập thể bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương trình bày. Tác phẩm thứ hai, ca khúc Tế Covid do đoàn viên Công đoàn Đại học Văn hóa thể hiện. Tác phẩm thứ ba, ca khúc Tự hào chiến sĩ ngành y được thể hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Ngay sau đây thì Phan Hoàng Thu xin được công bố 5 giải ba hạng mục bài hát MV cổ động thuộc về. Thực sự là đây là một vinh dự rất là lớn của Thu khi được đứng đây cùng anh Tô Quang Phán cũng như là có mặt trong hội đồng bình chọn và bây giờ được công bố những giải thưởng sau đây ạ. Xin được chúc mừng Thế giới đứng lên do nghệ sĩ thanh niên Đồng Long thể hiện. Tác phẩm số 2 xin được chúc mừng Đánh giặc Corona do thầy giáo Hoàng Trung Thuấn, giảng viên trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú Đống Đa thể hiện. Xin được chúc mừng tác phẩm Together We Win của nhóm tác giả thuộc công ty truyền thông Media 21. Và tác phẩm thứ tư, Thay lời muốn nói của tác giả Huy Thông. Cùng tác phẩm thứ năm, Tình yêu nước Việt tôi của tác giả Trịnh Cảnh Tùng. Vâng, trước tiên xin được chúc mừng tất cả các bài hát MV cổ động với sức lan tỏa thông điệp mạnh mẽ của mình đã đạt những giải cao nhất trong cuộc bình chọn ngày hôm nay. Và trước tiên, trân trọng kính mời đại diện giải nhì sẽ cùng lên sân khấu để nhận giải thưởng của chúng tôi. Thưa quý vị, hiện diện sân khấu lúc này chính là ca sĩ Min và Quang Đăng sẽ đại diện cho bài hát MV cổ động đạt giải nhất với hạng mục bài hát MV cổ động. Và xin mời Tổng giám đốc Tô Quang Phán cùng người đẹp Phan Hoàng Thu sẽ trao giải cho bài hát MV Ghen Covid vũ điệu rửa tay. Và lúc này chúng tôi nhận thấy các tác giả và nhóm tác giả đạt giải nhất và giải nhì của hạng mục bài hát MV cổ động cũng đã cùng tiến về sân khấu để nhận giải thưởng này. Và như lúc chúng ta theo dõi đề cử, cũng đã có rất nhiều tác phẩm được gửi đến trong hạng mục bài hát MV cổ động. Và ngày hôm nay chúng ta thật vui mừng khi được chào đón các tác giả và nhóm tác giả cùng tiến về sân khấu để nhận giải thưởng dành cho mình với những tác phẩm thật hay và ý nghĩa từ giai điệu, ca từ, cách dàn dựng để có thể lan tỏa những thông điệp về chung tay phòng chống đại dịch Covid-19 đến với cộng đồng, với xã hội. Vâng thưa quý vị, vì lý do cá nhân nên ngày hôm nay nhạc sĩ Khắc Hưng và ca sĩ Eric đã không thể đến tham dự buổi lễ trao giải. Vì vậy mà ca sĩ Min và dancer Quang Đăng sẽ thay mặt cho ekip để nhận trao giải ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn. Oh,
Mỗi một người nghệ sĩ cũng như những tác giả đã tham gia cuộc bình chọn và đạt giải, chắc chắn họ cũng mang trong mình những quyết tâm để cùng với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Và ngày hôm nay, một lần nữa họ lại tự hào về những gì mình đã làm được, đã cùng đóng góp cho cộng đồng. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các tác giả đã gửi tác phẩm về cho cuộc bình chọn, cũng như các nghệ sĩ cùng tham gia biểu diễn trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Và trước thềm năm mới, thay mặt tất cả những người thực hiện chương trình, xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể người dân Hà Nội, đất nước Việt Nam sẽ có một năm mới bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn và xin hẹn.